Cô ơi, cô mới đặt Uber taxi phải không? Cho tôi tới Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa. Trên đời mình không ai. Cô ơi, cô lên xe đi. Sợ. Một lần nữa hả? Không trả tiền xe cho ông luôn đó. Tao nói mặt trời. Mặt trăng. Mặt trời. Tao nói mặt trăng. Mặt trời. Mặt trăng. Mặt trời. Trăng. Anh ơi, hôm nay là đêm 30, không phải mặt trời, cũng không phải mặt trăng đâu anh. Vật chiếu sáng ấy là đèn đường đó anh. Nào bên trái bên phải vậy em? Mày sai rồi, có bóng mà trái phải vậy mày. Wow, cười đâu mà dễ thương thế nhỉ? Sao mà xinh đẹp quá vậy? Hey. Cô đi chơi đi mày. Kẹo ngon à, kẹo ngon. Cô em ơi, cô em dễ thương. Sao đứng đây có một mình vậy? Hay là đi chơi với tụi anh nha. Dạ, em muốn ôm lại một kỷ niệm sâu sắc của em tại nơi này đó anh. Mà em định ôm kỷ niệm gì vậy em? Dạ, anh có thấy sợi dây ở trên đầu của em không? Vậy á. Sợi dây làm cái gì vậy em? Dạ, hồi còn sống em thắt cổ ở trển đó anh. Thắt cổ. Anh muốn đi chơi với em sao? Nghe chiêu cà mau vừa cắm sào trên bờ kênh ngà bài. Sao cô gái năm xưa chẳng chạy ông anh ơi rồi. À, cô đi xe không hả? Em đi về quận tư. À, từ đây qua quận tư á, 100.000 nha. Anh cứ chạy đi, tiền bạc đó tôi không là vấn đề đâu. Nói này cô. Đây hả cô? Sao cô? 10 năm Sài Gòn thay đổi dữ ta. Trời ơi, thành phố mình bây giờ thay đổi dữ lắm. Thay đổi từng ngày từng giờ luôn, chứ đừng nói 10 năm. Cô Việt Kiều về thăm quê hương đúng không? À, để tôi đoán thử coi. À,
cái tướng này là Việt Kiều Mỹ nè, đúng không? Không phải nè, cái này chắc đúng luôn nè, cô là Việt Kiều Úc, đúng không? Em Việt Nam. Giỡn hoài à, đáng lẽ 10 năm trời không bước ra khỏi nhà. Em ở tù. Ở tù hả? Tội gì vậy? Cướp xe ôm. Chị chìa khóa xe còn trong xe, tôi còn mẹ già, con dại, cho nên là cho cô nhớ có bằng lái chạy đội mũ bảo hiểm đàng hoàng nha. Anh ơi, anh có muốn chia rẽ một giá rẻ không? Trời đất ơi, mấy mốt đừng có làm ta hết hồn kiểu đó nữa nha. Không có tâm trí nào vui vẻ nữa đâu. Em chỉ muốn vui vẻ thôi mà. Anh vui vẻ không? Giá rẻ lắm. Không có tâm trí nào nữa đâu. Thôi bữa khác đi. Anh đi đi mà. Em bảo đảm là anh sẽ vui mà. Nha. Bây giờ tôi nói với cô là tôi không còn tâm trí nào để tôi vui vẻ nữa hết đó. Thôi bữa khác đi. Đi mà anh. Nha. Ok nha anh. Sẵn đang xui, làm cái xa xui cũng được. Nhiêu? 200 thôi anh. Wow. 200? Sao rẻ dữ vậy ta? Sao rẻ gì vậy? Nè nè, con không chơi thời gian không? Không, anh muốn bao lâu cũng được trơn á. Bao lâu cũng được hả? Đúng rồi. Bao lâu cũng được, 200 quá rẻ. À, bớt ăn 20 được. À, anh còn có 180 à. Thôi, coi như hôm nay trời mưa, bớt ăn 20 cũng được nha. Bớt 20 luôn. À, không bỏ chạy nha. Em đi quốc như thế này sao mà bỏ được. Ồ, em dễ thương dễ sợ luôn đó. Bớt ăn 20, mốt anh thành mối của em luôn. Nè anh, anh một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nha. Là sao? Thì em bé chuyện cười. Thôi với bà anh nha. Quay em. Trời ơi, tự nhiên bỏ ra 180, mua chuyện cười lại sao? Vừa mất xe, bây giờ mất luôn 180. Trời ơi, đúng là số nhỏ. Số nhỏ mà. Số nhỏ mà. Gái hả? Ba nè. Mẹ đâu con? Dạ mẹ đang ở trên lầu bàn công chuyện với chú Hùng à. Chú Hùng nào? Nhà mình làm gì có quen ai tên Hùng? Chú Hùng trợ lý của ba đó ạ. Mỗi lần ba đi làm á thì chú Hùng tới. Mẹ nói chú Hùng là trợ lý của ba mà. Con đúng rồi, ba nhớ rồi. Con gái, con đang học bài hả con? Con để bài qua bên đi. Con với ba chơi trò chơi này nghe con. Dạ. Trò chơi gì ạ? À? Bây giờ con chạy u lên lầu, vô phòng của mẹ mở cửa ra, con nói ba gì ạ? Cái con chạy nhanh xuống đây, ba chờ điện thoại con dưới này nè. Dạ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ba về! Theo lời ba rồi ạ. Con gái tốt lắm, ba đây, ba đây. Rồi tình hình sao rồi con? Dạ, lúc mà con nói ba về á thì mẹ hốt hoảng liền lao ra khỏi phòng. Mà mẹ không cẩn thận á, ngã từ trên cầu thang xuống. Con chú Hùng đâu rồi? À, chú Hùng á, con thấy chú ấy nhảy từ lầu 2 xuống hồ bơi á. Thành ra bây giờ chú ấy nằm dưới đáy hồ. Yeah. Đáng lắm. Ủa, hồ bơi nào? Nhà mình làm gì có hồ bơi con gái? Ủa con gái, cho bà hỏi thăm, có phải số điện thoại nhà mình là 0838485868 không con? Dạ không phải, sai số đuôi của số điện thoại nhà mình là 98 chứ không phải 68 đâu. Má ơi, lộn số.
Để em chào thầy. Chào thầy. Chào các em. Dạ. Thầy khỏe không thầy? Thầy khỏe. Dạ. Ủa các em nay có dịp gì mà? Thầy không nhớ hôm nay là ngày gì hả thầy? Ồ, là ngày gì vậy? 20 tháng 11. Thầy lớn quá rồi thầy quên. Dạ. 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 Các em ngồi. Để tôi ngỏ trong đây. Dạ thầy, hôm nay tụi em có chút quà muốn tặng thầy. Dạ, em cũng có nè thầy. Em cũng có nè thầy. Dạ, để đây nha thầy. Dạ. Các em ghé thăm thầy là thầy quý lắm rồi. Quà cáp làm chi cho nó bận biểu vậy? Dạ, đâu có được thầy. Công thầy dạy dỗ tụi em bao nhiêu năm nay. Dạ, tụi em phải có chút gì đó gọi là biết ơn thầy. Dạ, thầy à. Thầy không biết nói gì hơn thôi, thầy cảm ơn các em. Dạ. Thầy nhớ như trò tên là Lê Lan Lâm Anh phải không? Dạ thầy. Ngày xưa thầy nhớ trong lớp có nhiều Cường. Dạ. Riêng em là hay cứ ngủ trưa nên đặt em là Nhật Cường. Dạ. Nguyễn Quốc Nhật Cường. Dạ. Thầy nhớ mà. Còn em là Phúc Phúc. Đinh Mạnh Trọng Phúc. Em hát cái lương hay lắm. Dạ công nhận thầy còn minh mẫn ghê thầy chứ. Dạ. Thầy mời các em uống nước. Dạ dạ em mời thầy ạ. Dạ. Cường. Dạ. Lâu lắm mới gặp được các em. Cho thầy hỏi hiện nay công việc em ra sao? Dạ công việc của em cũng nhàn lắm thầy. Ngày nào cũng xách mấy trăm triệu ra được. Ồ vậy hả? Dạ. Ôi, thầy cũng mừng cho em rồi đó. Dạ cái này là em phải cảm ơn thầy đó. Dạy dỗ cho em. Trách nhiệm của thầy mà. Dạ. Sao? Phúc, công việc em sao nói với các bạn mừng? Dạ thưa thầy, công việc của em đại khái là ai muốn vào công ty làm việc là đều phải quay. Ôi thầy rất là chúc mừng. Thì là em cũng là người đứng đầu của công ty rồi. Dạ, cảm ơn thầy. Hồi nãy giờ thì thầy hỏi thăm hai trò nam, còn trò Lâm Lan nữ cho sao nói cho hai bạn mừng. Dạ thú thiệt với thầy thì em là nữ nên làm việc chủ yếu bằng cái đầu. Ừ. Không có kiếm tiền bằng các bạn nam đâu ạ. Ôi vậy là các em đã thành đạt hết rồi. Thầy rất là tự hào vì thầy đã dạy dỗ các em nên người thành những người có ích cho xã hội, qua đó thấy trường của chúng ta xứng đáng là đầu tàu trong việc đào tạo nguồn nhân lực cấp cao, là nòng cốt trong hệ thống giáo dục của cả nước, giúp cho đất nước chúng ta ngày càng có vị thế trên thương trường quốc tế. Thầy rất là tự hào. Thầy xin chúc mừng sự thành đạt của các em. Mà thầy có thắc mắc, em Cường, công việc cụ thể của em là cái gì mà một ngày em cầm tới mấy trăm triệu lần? Dạ, thầy muốn biết hả thầy? Thầy muốn quan tâm tới trò đó mà. Dạ thật ra em bán vé số. Dạ mấy trăm triệu đi ngoài đường cũng là một cái nghề với người ta. Dạ rồi. Phúc. Dạ. Cho thầy hỏi thăm, em làm trưởng phòng nhân sự của công ty nào vậy em? Công ty nào là sao thầy? Chứ sao tất cả mọi nhân viên trong công ty phải đi qua tay em? Có, em làm bảo vệ. Ai muốn qua là phải bước xuống xuất trình giấy tờ mới qua được cổng bảo vệ của em. Em uống nước đi. Lâm Anh, em có thể nói nhanh cho thầy nghe. Em làm bên lĩnh vực đào tạo hơn bên nghiên cứu gì mà em làm việc bằng cái đầu? Dạ em thiệt là làm bằng cái đầu thầy, nhưng mà em cắt tóc thanh nữ ạ. Thầy xuống nào với thầy. Thầy tỉnh về đi thầy.